Mạnh Quỳnh đứng lên đây. Có thể là Phi Nhung đang đứng phía sau Mạnh Quỳnh để ủng hộ tinh thần cho Mạnh Quỳnh, để cho Mạnh Quỳnh mạnh mẽ có thể nói lên tất cả những gì mà Mạnh Quỳnh nghĩ. Một lần nữa thì chú Quỳnh xin được chia buồn cùng Wendy, cùng gia đình con. Chú Quỳnh vô dục nữa, chú Quỳnh không che chở, không bảo bọc được cho mẹ con. Một, ngày hai, chú Quỳnh nói mẹ về đi. Mình làm từ thiện bao nhiêu năm nay rồi, mình là cây ngay, mình không có sợ chết đứng. Tại sao lại cứ phải vì một cái lý do gì đó mà phải ở lại đến nỗi mà phải như vậy? Còn Mạnh Quỳnh còn bao nhiêu cái tin nhắn nè, bao nhiêu cái tin nhắn Phi Nhung gửi cho Mạnh Quỳnh. Tôi về mà ông, tôi đi test 2 lần rồi, tôi âm tính rồi, ông yên chí, tôi sẽ về tôi hát với ông show 2 mai tay, yên chí đi. Bao nhiêu cái test, Mạnh Quỳnh với chị Thủy với Phi Nhung rút test với nhau. Hát bài gì? Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em. Cái bài mà hai đứa cuối cùng định hát cái live show ngày 22 tháng 8 cho Three Bên Ai Up Pachanga. Cái tin nhắn còn ràng ràng đó. Phi Nhung còn gửi cho Quỳnh những cái tấm hình Phi Nhung tập thể thao. Tôi khỏe vậy, ông yên chí đi, tôi sẽ bảo vệ ông đừng có sợ. Mạnh Quỳnh không bao giờ quên cái câu nói của Phi Nhung. Ông đi, ông cứ vui vẻ thoải mái đi. Khi nào về già, ông có gì tôi đẩy xe lăn. Ông ngồi xe lăn tôi đẩy, ông đi hát. Mình bây giờ mình cống hiến cho khán giả bao nhiêu năm nay rồi. Người đã đưa cho mình lên vinh quang, đưa cho mình lên những tột đỉnh rồi. Thì bây giờ ráng đi. Mạnh Quỳnh đã tính chia tay sân khấu sau live show 20 năm của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh nói với Nhung, thôi bà hát đi. Tôi sẽ về tôi lo cho gia đình tôi, lo hai đứa con tôi. Và tôi thỉnh thoảng có show tôi hát, còn không thôi chứ tôi cũng không có tha thiết gì. Phi Nhung nói, ông nói vậy tổ nghiệp lấy lại của ông bây giờ đó. Thôi bây giờ hát còn đang phơi phới nha. Bây giờ hát cứ ngày nào mà hứa với tôi đi. Chừng nào mà già lùm cũng hát không nổi thì thôi. Thì quý vị biết là tấm lòng của Phi Nhung như thế nào.